hò gí. Đây các bạn, đây là rau muống nó chuẩn bị lớn rồi nha các bạn. Mà từ ở trong ngộ gí đó nó da tá tá luôn các bạn thấy nó xanh lè xanh lét không. Màu xanh nó vậy bựa dữ vậy. Tính ra là ảo thật đấy các bạn, hãy bình luận là các bạn hãy bình luận ui trái lụ này bựa thiệt và ảo thật đấy nha các bạn. Bạn nào chưa biết bông lụ đó thì các bạn nhớ lên Google và tìm kiếm thôi nha các bạn. Các bạn thấy ra một vườn ở xã đó, khi mà các bạn bị covid thì các bạn sẽ xong, hay là các bạn làm thịt nướng đó thì các bạn sẽ ướp xả vào nướng ứng lên rất là thơm luôn. Đây là cây đu đủ này. Ok, hỏi có nã xíu được có trái gì đó. Đây các bạn, cái vườn mướp này hôm trước mình đã quay phim nè, mấy cái lần trước đó mình có quay một clip mướp. Bạn nào chưa coi gì cái cây đậu bắp này đó thì có một cây nó đang phát triển á, nó có một cái cây nhỏ thôi mà không có đụng nó gãy. Nó gãy đó các bạn, thôi mình sẽ đi tiếp. Cái ổi nè, ổi cây ổi nó có trái này, ổi nhưng mà nó đang phát triển luôn vậy. Cái ổi này không có bẻ nó hư rồi nè. Những trái đậu rồng này nè, mình không có trồng phân thuốc gì hết, chỉ có gia đình ăn thôi nha các bạn. Thì mình mới phát hiện ra cái cây này nó có mấy cái trứng của con ốc bu. Các bạn thấy không? Các bạn thấy cái trứng của nó không? Màu hồng á. Trời ơi. Ở dưới này có nhiều rau muống chứ nhiều lục bình nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó. Các bạn thấy nhiều rau muống với nhiều lục bình không? Đó. Đây các bạn, có một cái búp đó, nó đang lồng hồng xuống nè các bạn. Nó lồng xuống luôn. Nó lồng luôn. Các bạn thấy không, đây đó là trứng của con ốc
bu vàng. Thì ở cái cây này cũng có, ở bên kia cũng có nha các bạn. Khi mà cái con ốc bu này đó nó lớn lên nó sẽ ăn những cái rau của các bạn. Các bạn phải tiêu, các bạn phải đập tụi nó. Mà chúng ta phải bảo vệ môi trường. Để chúng ta để nhiều cây khác nhau để càng ngày càng mau lớn lên, không cho tụi ốc bu này phá hoại môi trường nha các bạn. À, thấy không, nó có mấy cái bụi tre đó, mình thường người ta nói là bụi trúc, mình còn mình thì mình nói bụi tre nha các bạn. Đó các bạn thấy không, quá trời nhiều bụi tre luôn à. Quá trời nhiều bụi tre luôn. Bà thấy phong cảnh của cái vườn có ông Út của mình không? Không có trồng, không có phân thuốc gì hết á. Đó. Đó, các bạn thấy không? Tất cả đều là lớn thôi, không có sử dụng phân. Thấy không các bạn, nhìn kìa, mà nó phát hiện một cái mút siêu dài luôn kìa. Ồ. Đó các bạn thích ăn mướp không? Các bạn đó vô nấu canh hay là các bạn xào xào lên ăn rất là ngon luôn nha các bạn. Các bạn, mình có một cái gì rất là vô lý luôn. Tại sao cái lá cảnh này mà khi mà mình làm bánh thì nó màu tím, còn lúc mà mình không làm bánh thì lá của nó màu xanh? Vô lý. Bạn nào thấy bựa nhớ comment cho mình lá cẩm gì mà bựa và ảo thực đấy nha các bạn. Thôi mình sẽ đi vô lại. Nào muốn làm bánh lá cẩm thì mình sẽ xếp cho các bạn một cây lá cẩm cực kỳ là thơm ngon và làm bánh rất là ngon luôn nha các bạn. Làm cho nó đẹp tới các bạn, mình sẽ trang trí nhà đó. Cái cây cốc thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây là cây cốc nha các bạn. Đó. Cây cốc luôn. Cây cốc nó thì nó ở sao? Nó rất là vô lý luôn các bạn. Cái cây hồn thì nó lá của nó không có tóp như thế này. Mà lá mà cái cây cốc mà nó tách ra vô lý chẳng hiểu. Các bạn hãy bình luận, đó chính là các bạn thấy vô lý chưa, và các bạn hãy bình luận cái đó cho mình. Các bạn ơi, cái cây ổi ông Út không có ăn, nó hôi quá khô quờ luôn đó, các bạn thấy không, nó hôi quá khô quờ luôn. Bạn nào tội nghiệp cho cây ổi thì nhớ các bạn nói tội nghiệp cho cây ổi quá nha, là mình sẽ comment cho các bạn lại. Đây rất là những cái ngò đó các bạn. Ông Út của mình mới trồng thôi, nó lên một cái cây non rồi, một cái mầm đó các bạn. Mình không có cho ai vô tại vì đó gà đó nó phá mấy cái cây của ông Út đó, cho nên gào lại không có được, gào lại nên tụi mình không có được tham quan nha các bạn. Mình giới thiệu vườn của ông Út sao thì các bạn nhớ chấm điểm cho mình nha. Còn các bạn thấy video này hay đó, đừng quên mình xin một like, một đăng ký, một nhấn chuông. Các bạn càng đăng ký cho mình thì mình sẽ được 1 triệu sub đi các bạn. Mình ở kênh của mình đó chỉ có được 170 người thôi, buồn rồi, mình rớt nước mắt luôn các bạn. Các bạn hãy cố gắng, hãy sub cho mình,
sắp cho mình cả 1 triệu người đi để mình nhận được, đó chính là nút vàng, nút kim cương nha các bạn. Và các bạn nhớ ấn like cho kênh của mình, và các bạn nhấn chuông cho mình để các bạn sẽ người đầu tiên xem video của mình nha các bạn, và không bỏ lỡ những video mới về kênh của mình, không bỏ lỡ những thông báo mới về kênh của mình. Còn bây giờ hẹn các bạn những video sau. Bye bye.